quá, hết nổi rồi. Không mạnh quá, đồ qua mình chơi lại nữa. Anh em là Việt Nam nào mà muốn có nhu cầu đi xuống Florida hướng Tampa, sau Tampa Brandon là gọi Mr. Vũ nha. Deep Sea Inshore chơi hết. Florin. Hai máy outboard. Rồi, ngon rồi á. Cuốn này ngon. Câu trà được. Không phải à. Câu cá nục lùm mờ nữa nha. Tí đi câu cá thu nha. Cá nục này là bao la luôn. Còn bà con nào mà muốn mà câu cá nục hơi ra đây là easy luôn. Chim mới gấp mồi đi rồi.
có mùi này. Có mùi tha hồ. Với bài đầu tiên anh em nào ghiền đi câu thì cứ liên lạc mình với phục nha. Gì đây, vụ kép tăng vụ lên con đầu tiên hôm nay này. Đây, mú, mú. Mú nha. Mú, mú là mú nhỏ. Chua. Ấn đủ cái canh chua. Sau thời gian chờ đợi có action. Ê, còn cái hamburger nhờ làm vô cho hết luôn nha nè. Lên nha, đồ không có được nha, sáng giờ là hết. Captain Vũ thả cá không à, rồi hôm nay đi câu thả cá không à. Lên. Ui shoot. Đói quá mà kéo con này lên ăn cái hamburger đi đủ. Đủ ráng phải đem con này lên tàu à. Nãy giờ nó lôi mình hít bao nhiêu cục cướp chị rồi dồn. Cần lấy máy cần đi không? Hy vọng kinh nha. Thấy các con đi ngoài không? Ủa, đi nguyên bầy sardine kìa. Đi kế tàu. Đi mà đầy lâu luôn, còn đi kìa. Sâu hàng đi chứ, chưa chịu lên sâu hàng nữa. Trời, ngồi ngon thế gì mà nó đứng luôn hả?